Ông nội, ngươi tỉnh rồi, thu quyền cước, diệp thần xoay người, mới nhìn thấy thần sắc trên mặt trương phong niên vô cùng khiếp sợ. Người, trương phong niên há miệng, không thể nói ra lời, hắn từng là trưởng lão của hàng nhạc tông, quá biết hỏa tiên kia lợi hại, coi như là có linh dược trị liệu, ít nhất cũng cần ba ngày. Hôm qua, hắn công trở về chính là một cái đầy người vết thương, toàn thân máu chảy đầm đìa diệp thần, lúc này mới một đêm trôi qua, vết thương cả người diệp thần không chỉ biến mất, còn sinh long hoạt hổ giống như không có việc gì, giờ phút này, mặc cho ai nhìn, đều sẽ khiếp sợ. Thấy Trương Phong Niên khiếp sợ như thế, Diệp Thần lại mỉm cười. Lão ra ra, ngươi lại cứu ta một lần. Vết thương của ngươi. Đều tốt rồi, đều nói ta ra dây thịt. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Trương Phong Niên hiển nhiên rất kích động, hắn cũng đem diệp thần coi như thân nhân giờ phút này thấy diệp thần không có việc gì tảng đá trong lòng coi như là buông xuống nào nào cất cái này đi sau khi kích động chỉ thấy bàn tay già nua của trương phong đã đưa vào trong ngực sau đó run rẩy lấy ra một cái túi gấm to bằng bàn tay nhét cho diệp thần diệp thần có chút khó hiểu nhưng vẫn là tiếp nhận túi gấm đợi đến khi mở túi gấm ra hắn mới phát hiện trong túi gấm chỉ đạt một tấm linh phủ trên linh phủ khác chi chít phủ van còn có hai chữ lớn tê sáng thiên linh thiên linh chú diệp thần mạnh mẽ nhìn về phía trương phong niên trương phong niên cười gật đầu hắn biết diệp thần gần đây đã chọc quá nhiều người truyền thiên linh chú của hắn cũng hy vọng tấm phù chú này có thể ở thời khắc mấu chốt giúp hắn thoát ly cửa ải khó khăn tiền bối lễ vật này quá quý trọng thứ cho vãn bối không thể nhận diệp thần hiển nhiên biết giá trị của thiên linh chú muốn đem túi gấm lần thứ hai đưa trở về lại bị Trương Phong Niên lại đầy trở về. Thiên linh chú cần chân khí mới có thể thúc giục, ta muốn nó đã vô dụng, Trương Phong Niên thở dài một tiếng, diệt thần im lặng, trong lòng không khỏi có dòng nước ấm chảy qua. Thiên linh chú là một trong tam đại chú phủ của hàng nhạc tông, có một khoảng thời gian giam cầm chân khí của tu sĩ, chân quý như thế nào, Trương Phong Niên thủ hán lâu như vậy, chịu rất nhiều khuất nhục cũng không có sao ra, hiện giờ lại đưa cho hán. Đa tạ tiền bối tặng quà Người trẻ tuổi, tận lực là tốt rồi. Trương Phong Niên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cười ha hả rời đi, Trương Phong Niên đi sau đó, Diệp Thần mới móc ra thiên linh chú kia. Thiên linh chú chính là một đạo hoàng phù, hoàng phù là giấy, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu là phù văn khắc trên hoàng phù, thật là dườm già dị thường, lộ ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Có thể ngắn ngủi phong ấn chân khí của người, thật sự là thứ tốt. Diệp Thần lại đem thiên linh chú bỏ vào trong túi gấm, thứ này quý giá thì sao, đơn giản ăn trước điểm tâm, Diệp Thần thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, đem thiên quyết khổng lồ nặng nề cõng ở trên người. Người trẻ tuổi, ngươi. Trương Phong Niên muốn nói lại thôi, biết Diệp Thần muốn lên núi tìm người tính sổ, trong mắt giả đục ngầu, lộ vẻ lo lắng. Đại ca ca, ngươi, ngươi đừng lên đó. Ngay cả hồ oa cũng nhìn ra, cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé xoắn quần áo, biết Diệp Thần lần này đi tới, hơn phân nửa sẽ bị trọng thương, thậm chí là không trở về được. Yên tâm, ta không sao, Diệp thần thản nhiên cười. Ra khỏi tiểu linh viên, Diệp thần liền khoác lên một kiện hắc bào, đem toàn thân đều che ở dưới hắc bào, làm cho người ta nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Một hơi bỏ lên linh sơn hàng nhạc tông, Diệp thần trực tiếp đi tới hậu sơn. Tìm một chỗ bí ẩn, Diệp thần đem thiên quyết trọng kiếm nhét vào túi đựng đồ, sau đó từ trên mặt đất lấy một phần bùn bôi lên mặt, càng là đem tóc mình biến thành lộn xộn, ngay cả quần áo cũng bị xé rách nát không chịu nổi. Giờ phút này, hắn một thân hành động, liếc mắt một cái nhìn thấy, sẽ cho rằng là khất cái, rất khó nhận ra đây là Diệp Thần. Làm xong những thứ này, Diệp Thần liền ẩn thân đến cỏ dại rậm rạp từ trong đó, thu liễm khí tức toàn thân, bởi vì rừng rậm bí ẩn, cộng thêm hắn thu liễm khí tức, thế cho nên rất nhiều đệ tử đến sau núi hái linh thảo, sửng sốt không phát hiện nơi này còn trốn một người. Các người chơi âm, lão tử liền cùng các người chơi trong bụi cỏ diệp thần cười lạnh một tiếng nói xong diệp thần còn không quên từ trong túi đựng đầu rách ra một cây hắc côn như vậy diệp thần tới nơi này làm hết thầy mục đích liền rất rõ ràng đây là tư thế thủ cây đệ thỏ muốn canh giữ ở chỗ này tĩnh địa dương phong đệ tử xuất hiện sau đó giết ra gõ bồn côn chẳng bao lâu mục tiêu đầu tiên của hắn xuất hiện đó là một đệ tử địa dương phong mặc bạch bào người nọ tu vi ước chừng ngương khí ngũ trọng nhưng lại thịnh khí lăng nhân người còn có các ngươi đi địa phương khác một khối linh thảo này là dương phong của ta người này vừa tới đã quát lớn đệ tử tu vi thấp nhược nhìn kìa còn nhìn muốn chết sao mau đi đệ tử ngoại môn hàng nhạc tông cũng không phải đều là đệ tử của tam đại chủ phong còn có một ít đệ tử tu vi yếu bị vứt bỏ bởi vì địa dương phong duyên cớ đại đa số mọi người vẫn dám giận không dám nói rất nhanh đệ tử khu vực này đều bị trục xuất đệ tử áo trắng của điện dương phong đương nhiên chiếm lấy nơi này nhưng vào lúc này diệp thần mạnh mẽ lao ra hai ba bước giết đến phía sau tên đệ tử áo trắng kia cảm giác được hậu bối có gió lạnh thổi tới tên đệ tử kia nhướng mày ai bản năng thân thể làm cho hắn bất ngờ xoay người chỉ là không đợi hắn hoàn toàn xoay chuyển lại một thanh thiết côn màu đen đã lăng thiên mà xuống cách sắn chắc nện vào sau cái hắn tại chỗ đệ tử áo trắng kia đã bị nện cho trạng toàn bộ một chữ to nằm sấp trên mặt đất, đến mức cũng không thấy ai đánh lén mình. Người đầu tiên Diệp thần vất tay thu túi đựng đồ của đệ tử áo trắng này, sau đó từ trên xuống dưới, trên người đệ tử áo trắng phàm là đồ vật đáng giá chút tiền, đều bị hắn rất tự giác thu đi. Đợi đến khi cướp bóc xong, diệp thần một cước đem đệ tử áo trắng kia đá vào cỏ dại tươi tốt từ trong, sau đó liền rời đi nơi này, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Không lâu sau, một góc núi phía sau hàng nhạc tông truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Lại có một đệ tử địa dương phong ngã xuống đất, đợi đến khi có người nghe tiếng chạy tới, khóe miệng cũng không khỏi co giật một chút, bởi vì đệ tử địa dương phong kia cả người bị lột chỉ còn lại một cái quần lót. Đây là ai vậy? Thật là tàn nhẫn. Lúng bị cướp cũng không còn lại, dứt khoát lưu loát. Đáng đời, lại để địa dương phong khi dễ người. Không bao lâu sau, sâu trong hậu sơn lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chọc tới càng nhiều đệ tử vay xem. ngày hôm nay phía sau núi hàng nhạc tông rất không bình tĩnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đợi đến khi đệ tử thu thập linh thảo chạy tới, trước mắt đều hiện ra cảnh tượng tương tự, đồ vật đáng giá của người bị đánh ngất xỉu đều bị cướp đoạt đi. hơn nữa người bị đánh buồn côn, không ngoại lệ tất cả đều là đệ tử địa dương phong. đợi đến khi màn đêm buông xuống, đệ tử thu thập linh thảo mới từ sau núi đi ra trong miệng nghị luận tất cả đều là quái sự phát sinh ở Hậu Sơn hôm nay. Đều là đệ tử địa Dương Phong, tình huống này là gì? Không phải là hai ngọn núi khác làm chứ? Vậy ai biết được? Bất quá khẳng định sẽ không phải là Diệp Thần, ngày hôm qua hắn bị đánh tàn phế, có thể hay không đứng lên còn nói hai cái chứ? Ban đêm, mười mấy đệ tử địa Dương Phong được nâng lên địa Dương Phong. Ai làm? Cắt Hồng thấy vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống đây là uy nghiêm của dương phong khiêu khích hắn không ta không biết lúc chúng ta đi các vị sư huynh cũng đã bị tập kích rồi phía dưới phi phi một mảnh đại khí cũng không dám phát ra một tiếng sư tôn dám trắng trợn đánh lén đệ tử dương phong của ta như vậy có lẽ cũng chỉ có dẹp thần kia có đệ tử chỉ nặc nói một tiếng đầu óc bị lừa đá sao nhìn đệ tử nói chuyện kia Cát Hồng nhịn không được quát lớn một tiếng. Bị hơn một trăm rơi lửa, hắn không chết đã là vạn hạnh, còn có khả năng đứng lên sao? Sư tôn giáo huấn chính là, hôm nay chúng ta đích xác không gặp diệu thần. Vậy, đó có phải là người của thiên dương phong và địa dương phong hay không? Nghe vậy, Cát Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt tái mét dọa người, trong đôi mắt âm hiểm lóe lên ánh mắt sắc bén. Điều tra cho ta, vô luận là ai, ta nhất định sẽ để cho hắn trả giá thảm thiết. mà giờ phút này, làm chủ mưu dự kiện hậu sơn, giờ phút này đã chuồn trở về tiểu linh viên, rất là thoải mái cười hắc bào. hắn làm việc ngược lại kín đáo, có thể nói không hề sơ hở. thứ nhất, khoác hắc bào lên núi, không ai biết hắn chính là diệp thần, cũng có nghĩa là không ai từng gặp qua hắn, không ai gặp qua hắn liền có nghĩa là hắn không lên núi, không lên núi liền có nghĩa là hắn có chứng cứ ngoại phạm. thứ hai, khi gõ gậy người ở phía sau núi cũng đã chuẩn bị hai tay dùng bùn bôi lên khuôn mặt, thay đổi trang điểm, cho dù bị phát hiện cũng rất khó nhận ra là hắn. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, chính là hôm qua bị hơn 100 hỏa tiên, bất kỳ một người nào không ngốc đều sẽ nghĩ đến, bị hơn 100 hỏa tiên, cho dù không chết cũng sẽ tàn phế, quyết không có khả năng ở phía sau núi đánh lén, trước sau làm hết thảy đều ở trong tính toán của Diệp Thần. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn vẫn rất có hiệu quả, ít nhất đến lúc này, không ai hoài nghi hắn sảng khoái, nhìn không được cười to một tiếng. Diệp thần đem mười mấy túi đựng đồ bày ở trên giường, những thứ này đều là chiến lợi phẩm hôm nay. Không thể không nói địa dương phong đệ tử đích xác giàu có, trong túi chữ vật linh thạch, linh dịch, linh thảo, huyền thuật những thứ này đều có tất cả, còn có một cái túi đựng vật, số lượng linh thạch dĩ nhiên cao tới hơn hai ngàn. đủ để giúp ta đột phá đến cấp thứ tư. Cười thoải mái sau đó, diệp thần gần 60 bình ngọc linh dịch, toàn bộ nuốt vào trong bụng nhiều ngọc linh dịch như vậy nhập thể giống như một dòng suối gâu lưu khắp trong kinh mạch lớn nhỏ toàn thân hắn mà chân hỏa của an hải cũng lúc này cũng tuôn ra trợ giúp diệp thần cực cần luyện hóa ngọc linh dịch ẩn chứa bằng bạc linh lực theo ngọc linh dịch bị luyện hóa cuồn cuộn rót vào đan hải diệp thần khí tức cũng theo đó cấp tốc tăng cường giờ phút này lỗ chân lông toàn thân hắn mở rộng cá voi nuốt trâu hít vào thiên địa linh khí người tới không cự tuyệt hắn có bá đạo chân hỏa vì hắn luyện hóa ngọc linh dịch cùng ngoại lai linh khí cường thế đem tu vi cảnh giới của mình đẩy tới ngưng khí tầng thứ ba cùng tầng thứ tư tầng bình chướng kia. Dô, không biết từ khi nào, trong cơ thể diệu thần truyền ra một đạo âm thanh như vậy. Thăng cấp Diệu thần tu vi trong nháy mắt đột phá đến ngưng khí tầng thứ tư, hắn không có đi hấp thu linh lực ẩn chứa trong linh thạch, bởi vì cảnh giới vừa mới đột phá, cần thời gian củng cố, tiến dai quá nhanh mà không phải là chuyện tốt gì, giờ phút này, bên ngoài sắc trời còn có chút mờ mịt. Diệp thần xoay người nhảy xuống giường, lần thứ hai bịt kín hắc bào chuồn ra khỏi tiểu linh viên chỉ là lúc này đây hắn cũng không phải là thượng hàng nhạc tông linh sơn mà là đi xuống chân núi chạy như điên trường một khác mới dừng bước đây là một sân cốc không phải rất dài chỉ có mấy trăm trượng nhưng là con đường dẫn tới yêu thú xâm lâm phải đi qua như vậy mục đích diệp thần tới nơi này liền rất rõ ràng hắn hôm nay không đi hàng nhạc tông hậu sơn gõ buồn côn mà là rời đi chiến trường Muốn ở trong sơn cốc này tính chờ đi yêu thú xâm lâm đánh chết yêu thú địa dương phong đệ tử. Trên binh pháp có một kế chính là hình dung cách làm của hắn lúc này, đó chính là thanh đồng kích tây, trải qua sự kiện Hậu Sơn hàng nhà tông hôm qua, hắn chắc chắn cát hồng sẽ âm thầm phái đệ tử tu vi không kém ẩn nấp ở Hậu Sơn để bắt được thủ phạm đánh lén đệ tử hắn. Diệp thần tâm tư kín đáo, nếu đã biết Hậu Sơn có mai phục, hắn tự nhiên sẽ không ngốc tự đầu vào lưới, vì vậy, hắn đã chọn để di chuyển chiến trường. Ngày thường, hàng nhạc tông chạy tới yêu thú xâm lâm đánh chết yêu thú đệ tử vô số kể, trong đó không thiếu đệ tử Dương Phong, mai phục ở sơn cốc này, tuyệt đối là một lựa chọn không tồi. Chỉ có ở đây, Diệp Thần chọn một chỗ bí ẩn, lại không có hướng trên mặt bôi bùn, mà là mang theo một cái mặt nạ quỳ đầu, không lâu sau, sát trời sáng người, mà Diệp Thần cũng ngồi dậy, chú ý chặt chẽ hướng đi trong sơn cốc. Rất nhanh, có hàng nhạc đệ tử xuất hiện, nhưng không phải là đệ tử chính Dương Phong, Diệp Thần không có xuất thủ, trực tiếp buông tha, thời gian chậm rãi trôi qua, từng đợt đệ tử trong sơn cốc đi qua, hoặc là ba người một tổ hoặc là năm người một đàn, đều chạy tới yêu thú rừng rậm tổ lợi giết yêu thú. Trung quy, Diệp Thần chờ tới mục tiêu, nhìn ra phía trước, đó là một tổ ba người, đều là đệ tử của địa dương phong. Tường Minh, xa xa, Diệp Thần liền thấy được trong ba người một thân hình quen thuộc, cũng không phải chính là từ Minh ngày đó tính kế tháng sao. Diệp Thần biết, Tuy rằng chân chính tính kế hắn chính là cắt hồng của địa dương phong, mà từ minh này chính là một tiểu tôm gạo nghe lệnh làm việc, nhưng hắn đánh hổ oa cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ một điểm này, Diệp thần liền quyết định sẽ không bỏ qua từ minh. Tiểu tử, ra ngoài lan lộn, luôn phải trả. Cười lạnh một tiếng, Diệp thần lần thứ hai thu liễm khí tức, tĩnh chờ ba người tới gần. Trong ba người, tu vi cao nhất chính là một đệ tử địa dương phong mặc tử y, tu vi ở ngưng khí lục trọng đỉnh phong, Tiếp theo chính là đệ tử thanh y gầy trơ xương bên cạnh hắn, yếu nhất trong ba người chính là từ minh, tu vi chỉ có ngương khí ngũ trọng. Dương sư huynh, ngươi cho rằng chuyện hậu sơn hôm qua là do ai gây ra, từ minh gật đầu khom lưng với đệ tử áo tím cầm đầu. Hơn phân nửa sẽ là người của hai ngọn núi khác. Ta cũng cho rằng như vậy, đệ tử áo xanh kia trầm ngâm một tiếng. Tam đại chủ phong sơn nay minh tranh ám đấu, người của hai ngọn núi còn lại ra tay cũng không có gì lạ ba người nói xong đã đi vào sơn cốc mà giờ phút này diệp thần trong mắt hiện lên một tia tinh quang vừa muốn động thủ cũng là cảm giác được sơn cốc một đầu lại có người nhanh chóng mà đến còn nữa vậy thì một tổ diệp thần lại nằm úp sấp xuống rất nhanh đợt thứ hai đệ tử địa dương phong tiến vào sơn cốc chính là tổ năm người tu vi mạnh nhất cũng chỉ có ngưng khí bảy tầng yếu nhất cũng chỉ ngưng khí tứ trọng Hưởng, từng minh tinh mắt thấy được người phía sau chính là sư huynh đệ của mình. chư vị sư huynh đệ cũng đi yêu thú xâm lâm tám người hợp thành một chỗ nói cho nhau những lời không có dinh dưỡng đánh chết nhện máu nhện máu đây chính là yêu thú cực kỳ hung tàn cùng nhau lên đường đi ít nhiều cũng có một sự chăm sóc nói xong tám người hợp lại cùng một chỗ muốn hướng cốc khẩu tiến phát nhưng vào lúc này, một viên đồ đen không trơn thu từ một phương bay tới, nhìn kỹ chính là một quả cầu sắt chỉ có kích thước bằng quả trứng gà. Cẩn thận! Đệ tử áo tím kia rõ ràng một tiếng, rất là thu giật tế xuất linh kiếm trong tay áo, một kiếm bổ ra một đạo lưỡi kiếm hình bán nguyệt, không thiên vị bổ trúng thiết cầu đen kỳ kia. Phành! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thiết cầu kia trong nháy mắt bạo liệt, sương mù dày đặc màu đen cấp tốc lan tràn, bao phủ khu vực gần 20 trượng, đáng chết là hỏa khói trong xương đen nhất thời truyền đến tiếng chửi rùa không sai diệp thần ném ra chính là bom xương khói đó là từ gù lưng lã giả lấy được vốn hắn không có ý định dùng bom khói chỉ là đối phương có tám người trời mới biết sẽ xuất hiện sơ hở gì cho nên suy nghĩ trước nghĩ sau, hắn vẫn quyết định dùng bom khói quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ là ai ra ngoài hắc vụ xông đến tiếng quét lạnh về từ điện dương phong phanh dứt lời liền truyền ra thanh âm thiết côn gõ vào sau gáy theo một tiếng kêu thảm thiết như giết heo một đệ tử ngã xuống đất ngay tại chỗ đệ tử áo tím thấy thế lúc này ra tay hướng về phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến chính là một trường nhất thời kêu thảm thiết lên từ y đệ tử kinh khủng trường lực không thể đánh trúng diệp thần ngược lại đem một cái địa dương phong đệ tử một trường lật ra ngoài trong nháy mắt này diệp thần đã đứng dậy đến phía sau đệ tử áo tím kia một côn rắn chắc nện vào sau gáy hắn nếu không nói đệ tử y là ngưng khí lục trọng đỉnh phong thì sao diệp thần một côn gõ xuống dững sờ không đem hắn đánh ngất xỉu thấy thế diệp thần lại rất tự giác bổ sung một côn lần này đệ tử áo tím lảo đảo tại chỗ cả một chữ lớn liền dán trên mặt đất tử y đệ tử ngã xuống sau đó lập tức lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên bị diệp thần một côn đánh ngất xỉu không thương lượng kế tiếp toàn bộ sân cốc đều là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở trong hắc vụ vốn là nhìn không rõ hơn nữa là đánh lén Diệp thần nhiều lần đắc thủ, coi như là cái kia ngưng khí thất trọng điện xương phong đệ tử, cũng bị hắn một quyền đánh lấp đắng, sau đó một côn đưa hắn mê măn. Đột phá đến ngưng khí hạng tư hắn, coi như là đối mặt quyết đấu, hắn cũng có đầy đủ tự tin solo tám người bọn họ, bất quá vì phiền toái không cần thiết, Diệp thần vẫn là quyết định chơi âm, theo một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên, tám đệ tử điện xương phong, toàn bộ đều ngã xuống đất. Khói bão tạo thành xương đen dày đặc như trước, mà diệp thần đã mang theo tám cái túi đựng đồ đi ra trong tay còn túm lấy một sợi xích sắt một đầu xích sắt còn có tám người bị trói chặt đem bọn họ ném vào trong núi rừng phía sau sơn cốc diệp thần trước khi đi còn không quên hướng về phía bọn họ một người thổi một cỗ mê hương làm cho người ta mê ngủ bất tỉnh phòng ngừa bọn họ giữa đường tỉnh lại quấy dày chuyện tốt của hắn làm xong những thứ này diệp thần lại chạy đến sơn cốc chuẩn bị phục kích một đợt đệ tử địa dương phong đến buổi sáng đệ tử hàng nhạc trong sơn cốc năm năm ba không gián đoạn trong lúc đó, Diệp Thần cũng từng ra tay qua vài lần, nhưng đều là tôm nhỏ không quan trọng, đột nhiên lao ra, một gậy đi xuống, ngay cả bom khói cũng tiết kiệm, cả ngày xuống, hắn trước sau tổng cộng đánh lửa hai mươi mấy đệ tử điện Dương Phong, thu hoạch không tính là nhỏ, đủ để hắn tiêu sái vài ngày. Sát trời, không biết từ khi nào bắt đầu trở nên tối tăm, Diệp Thần ngửa đầu nhìn một tia tà dương cuối cùng ở chân trời, quyết định trở về. Chỉ là, hắn vừa mới đứng dậy, liền một đầu cửa cốc liền truyền đến chân khí ba động, hai đạo thân ảnh mơ hồ từ phương hướng rừng rậm yêu thú mà đến từ xa đến gần cấp tốc xuyên qua sân cốc nhân nguyên cảnh, hai người diệp thần lại lặng lẽ rụt trở về thầm nghĩ bắt được hai con cá lớn đợi đến khi đến gần diệp thần mới thấy rõ dùng mạo hai người người tới một cao một thấp cao gọi là vương hoành lưng hổ lưng gấu chân khím mang theo cuồng bạo cơ bắp cả người rất có lực bộc phát vừa nhìn chính là tu sĩ hình lực lượng thấp gọi là tống ngọc hắn liền có chút âm nhu hình thể thon dài, khuôn mặt trắng nõn nhẫn nhụi, không biết còn tưởng rằng đây là một nương từ đây. Thực lực hơi yếu tề hạo, có thể làm, bắt thấy vương hoành cùng Tống Ngọc tiến vào phạm vi phục kích của mình, diệp thần đem hai quả độc châm lấy ra. Nhân nguyên cảnh không cần ngưng khí cảnh, ở không bại lộ thân phận tiền đề đánh bại bọn họ, diệp thần tự nhận là làm không được, cho nên hắn quyết định vẫn là mượn một phần thủ đoạn hạ tác, hắn chỉ cướp tài, không đả thương tánh mạng người khác. Trong lòng hướng về phía như vậy, Diệp thần phất tay trước đem một viên đạn xương mù ném ra ngoài. Cẩn thận, Vương Hoành cùng Tống Ngọc cảnh giác không tính là thấp, thấy có vật không xác định đột nhiên bay tới, nhao nhào, nhào tế xuất linh kiếm. Phanh, khói nổ tung và khói dài đặc lại lan rộng. Là ai? Vương Hoành hình thể cường tráng bỗng nhiên nổi giận. Chanh, tiếng rít rất nhỏ vang lên, một cây độc châm lông trâu nhược nhược đâm thủng không khí, đâm trúng cánh tay Vương Hoành, hắn cũng không phát hiện chút nào. Bên kia, tình huống của Tống Ngọc cũng như thế, bị độc châm cắm vào sau lưng, cũng không cảm giác được khác thường, hai người ngược lại ăn ý, đưa lưng về phía sau, tế xuất chân khí, điên cuồng sơ tan sương mù trước mắt, rất nhanh, hai người liền cảm giác được không đúng. Vương Sư Huynh, ngươi có cảm thấy có chút chóng váng hay không? Tống Ngọc lảo đảo một chút. Ừm, có một chút, Vương Hoành lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô cùng, ngay cả chân khí cũng quy về bình tịch cả người không dùng được nửa điểm khí lực. Độc châm của lão già lưng ngủ quả nhiên bá đạo. Diệp thần âm thầm, nhìn thấy bộ dáng vương hoành cùng tống ngọc như vậy, không khỏi thổn thức líu lưỡi, thầm nghĩ độc châm kia vẫn là ít dùng là tốt nhất, độc châm bá đạo như vậy, dùng ở chỗ này, thật sự là lãng phí. Phanh, phanh. Hai tiếng vang liên tiếp vang lên, hai người sau gái bị vật cứng đánh một cái, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Đừng trách ta, muốn trách thì trách sư phụ các ngươi diệp thần đi ra một tay túm lấy một người một chân nhanh chóng trốn vào trong núi rừng giống như hơn hai mươi đệ tử địa dương phong trước đó túi đựng đồ của vương hoành và tống ngọc bị thu toàn thân phàm là đồ vật đáng giá đều bị diệp thần cùng nhau cướp đoạt làm xong những thứ này diệp thần lúc này mới biến mất trong màn đêm trước khi đi còn không quên giải độc cho vương hoành cùng tống ngọc chẳng bao lâu rừng núi tối tăm bị phá vỡ bởi tiếng gầm liên tiếp đệ tử địa dương phong bị dập thần đánh ngất xỉu đều tỉnh lại thấy túi đựng đồ của mình đồ đạc đáng giá cả người thậm chí là quần áo cũng không còn nheo nheo truyền ra tiếng mắng tóc kinh thiên động địa ban đêm một đám đệ tử địa dương phong loạn choạng lên linh sơn hàng nhạc tông điều này chuyện gì đang xảy ra vậy nhìn đám đệ tử địa dương phong này khóe miệng người của hàng nhạc tông đều mãnh liệt giật giật mấy người qua lại không oán bọn họ kinh ngạc như thế Chủ yếu là hơn 20 đệ tử địa dương phong này muốn không khiến người ta chú ý cũng khó, bọn họ một đám toàn thân chỉ còn lại một cái quần hoa. Quan trọng nhất là, bộ dáng chật vật như vậy, không chỉ là một người, mà là hơn 20 người, nghiễm nhiên đã trở thành một phong cảnh sáng đẹp nhất trong đêm. Đều bị cướp bóc, trong lòng mọi người đều là nghi vấn như vậy. Đồng tĩnh này cũng lớn rồi. Quần áo đều bị lột, hung thủ kia có bao nhiêu đói khát, là ai làm? Hơn hai mươi người vừa mới đi lên địa dương phong, đỉnh núi liền truyền đến tiếng quát giận dữ của loạn của cát hồng, mà chủ mưu diệp thần làm tất cả những chuyện này, giờ phút này đang ở trong tiểu linh viên tính toán chiến lợi phẩm của mình. thu hoạch hôm nay chính là ngày hôm qua gấp đôi còn nhiều hơn, chủ yếu nhất là vương hoành cùng tống ngọc hai người nguyên cảnh cống hiến, tài phú cùng ngưng khí cảnh, so sánh với nhân nguyên cảnh, thật đúng là kém một mảng lớn. ánh nến đung đưa trong phòng, diệp thần đem linh thạch linh dịch cùng linh khí đều bỏ vào túi đựng đồ, duy chỉ có đem một bộ cổ quyền cầm ở trong tay. Cổ quyền có chút tàn phá, có lẽ là năm tháng quá mức xa, thế cho nên cuốn mì đều có chất ố vàng. luyện khí quyết diệp thần sờ sờ cầm tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh trên mặt diệp thần liền hiện ra vẻ mừng rỡ, bởi vì bộ cổ quyền này ghi lại chính là pháp môn luyện chế binh khí, bên trong tỉ mỉ giới thiệu tài liệu thượng hào cần thiết để luyện chế binh khí làm thế nào để luyện chế binh khí rèn luyện binh khí như thế nào đây chính là bảo vối diệp thần trong lòng không khỏi khen ngợi đợi đến khi đem luyện khí quyết đại khái xem sau một lần diệp thần trầm ngâm một lát trong lòng có tính kế đó chính là chính bản thân luyện chế một thanh binh khí thiên quyết kiếm tuy rằng dùng thuận tay nhưng dưới lực lượng sẽ làm chậm tốc độ thật lớn khi quyết đấu nếu vứt bỏ thiên quyết kiếm tốc độ sẽ tăng lên thật lớn như vậy khi đó trong tay nếu có một thanh binh khí sắc bén sẽ như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lần thứ hai cầm lấy luyện khí quyết cổ quyền, cẩn thận tìm hiểu, hắn ngồi một đêm, sáng sớm, hắn ăn chút thức ăn qua loa, liền một lần nữa tự nhốt mình vào trong cửa phòng, đến buổi sáng, hắn mới chân chính buông xuống cổ quyền luyện khí quyết. Luyện khí cần hỏa, thật sự là vì ta thiết kế riêng mà làm, Diệp Thần khóe miệng thấm ướt ý cười, thầm nghĩ vương hoành không canh giữ tài phú luyện khí như vậy, cũng là chỉ có thể nhìn, bởi vì hắn không có lửa vỗ túi đựng đồ, lập tức liền có tiếng vang truyền ra, một thanh linh khí phát sáng bay ra, có linh kiếm, có đại đao, có trường thương, cũng có đại trùy, đây đều là những thứ này hắn thì đánh cấp đệ tử Dương Phong thu được. Giờ phút này, hắn muốn đem những linh khí này xung hợp thành một lò, đem chúng nó ẩn chứa tinh nguyện nhất không phân biệt tinh luyện ra, nói làm thì làm, tâm niệm vừa động, diệp thần triệu hoán ra chân hỏa, theo tâm niệm ngự động, chân hỏa thay đổi hình thái, bị diệp thần ngưng tụ thành lo sưởi lập tức một thanh linh kiếm phát sáng bị hắn ném vào lò sưởi sau đó liền thật cẩn thận khống chế hỏa diễm chậm rãi đem tạp chất trong linh kiếm loại bỏ sau đó rèn luyện tinh nguyện nhất bên trong không phân biệt rất nhanh linh kiếm bị chân hỏa nhiệt độ cao hỏa tan đừng diệp thần luyện thành nắm tay lớn nhỏ chất lỏng trong chất lỏng này tràn đầy vẻ loang lổ linh kiếm không tính là thượng phẩm tài liệu luyện chế cũng không tính là tuyệt hảo thế cho nên bên trong trộn lẫn quá nhiều tạp chất giờ phút này dưới chân hỏa rèn luyện toàn bộ hiện ra hỏa diễm bốc lên diệp thần không vội không nóng này chậm rãi đem tạp chất trong khối chất lỏng kia loại bỏ ra nửa canh giờ sau chất lỏng vốn to bằng nắm tay bị rèn luyện thành móng tay lớn như vậy tuy rằng rất nhỏ nhưng là bộ phận tinh xảo nhất tâm niệm vừa động diệp thần đem chất lỏng cỡ móng tay kia đánh bay ra ngoài một khi rời khỏi hỏa lô chất lỏng móng tay kia bởi vì nhiệt độ đột nhiên giảm xuống lại trở về tâm tính rán rán bị diệp thần một phen nắm trong tay nó giống như là một khối tinh thể phát sáng phát sáng theo phần cứng rắn có một khởi đầu rất tốt diệp thần hăng hái mười phần hỏa lô hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt một thanh thiết chùy bị hắn ném vào sau đó liền lặp lại động tác rèn luyện linh kiếm thời gian trôi qua và màn đêm buông xuống nhanh chóng trong lúc đó diệp thần thất bại nhiều lần bởi vì không thể khống chế tốt chân hỏa thế cho nên ngay cả linh khí ẩn chứa tinh luyện bộ phận điều luyện thành cho bụi chẳng qua hắn cũng không phải không có thu hoạch ở bên cạnh hắn tinh thể lớn nhỏ mảnh nhỏ rất nhiều những thứ này đều là tinh hoa luyện ra trong linh khí đến đêm khuya, diệp thần mới đem tất cả linh khí tinh hoa tinh luyện ra. Hô! Bước đầu tiên, hoàn thành, một ngụm trọc khí bị hắn phun ra thật dài, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, lúc này mới một ngày một đêm, khoái miệng hắn liền có dầu ria, trong mắt mang theo tơm máu. Tinh luyện rất nhiều linh khí tinh hoa, hắn xem như hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp chính là đem những linh khí tinh hoa này dung hợp cùng một chỗ, lại thông qua chân hỏa thiên truy bách luyện, lúc này mới tính là hoàn thành. Một lọ ngọc linh dịch rót vào trong miệng, diệp thần bổ sung thân thể tiêu hao, liền bắt đầu bước thứ hai dung hợp. Vẫn như trước là hỏa diễm hỏa lô, diệp thần đem tinh hoa tinh hoa tinh luyện ra đưa vào. Rất nhanh, ở dưới chân hỏa thiêu đốt, rắn rắn linh khí tinh hoa lần thứ hai hóa thành chất lòng, sau đó bị diệp thần khống chế không ngừng nóng chảy thành bồ thể. Bước này không tính là khó, chỉ tốn không đến một canh giờ, diệp thần liền đem nó dung hợp xong. Giờ phút này, trong tay hắn nâng một khối xích sắc chi thiết có đủ gạch đây chính là hình thái sau khi rất nhiều linh khí tinh hoa tan chảy xích sắc chi thiết rất bất phàm chính là dung hợp rất nhiều tinh hoa phiếm xích quang rất là cứng rắn vô cùng tinh luyện tuyệt đối là tài liệu luyện chế binh khí tuyệt hảo nếu luyện thành binh khí tự nhiên cũng sẽ yếu đi thu sắt xích sắc diệp thần lắc mình đi ra cửa phòng nhảy ra khỏi tiểu linh viên bởi vì kế tiếp thiên truy bách luyện nhất định sẽ có tiếng vang hắn không muốn quấy giày trương phong niên cùng hồ oa nghỉ ngơi tìm một chỗ bí ẩn diệp thần lần thứ hai đem chân hỏa ngưng tụ thành hình dạng lo sưởi sau đó xích sắc chi thiết kia bị hắn ném vào hít sâu một hơi diệp thần cẩn thận khống chế hỏa diễm không ngừng rèn luyện xích sắc chi thiết đem nó hướng hình thái kiếm rèn luyện đây là một công trình cực kỳ tốn thời gian diệp thần ước chừng hao phí 6 canh giờ thời gian mới miễn cưỡng rèn luyện ra một thanh kiếm vụng về thân kiếm còn gồ ghề thô giáp không gì sánh được mặc kệ nói như thế nào hình thái kiếm là có, lao một phen mồ hôi nóng, diệp thần không vội không nóng này tiếp tục rèn luyện, tiếng cổng lửa không ngừng, quá trình này là cực kỳ dài. Diệp thần từ đêm đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến tối, trải qua ba ngày đêm luân hồi, một viên chưa từng ngừng nghỉ. Trong lúc đó, thanh kiếm vụng về, bị từng tấc từng tấc rèn luyện, trên thân kiếm cổ ghề, cũng bị hắn từng chút từng chút xoa dịu, hắn giống như là một điều khác giả, không cho phép kiếm của hắn có bất kỳ khuyết điểm nào. Tranh không biết từ khi nào, khi tiếng ầm ầm của thanh kiếm đầu tiên vang lên, trên khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thần, mới lần đầu tiên lộ ra nụ cười vui mừng, kiếm của hắn, kéo dài 4 ngày đêm, rốt cục luyện chế xong, vỗ lò sưởi, trường kiếm màu đỏ bị chấn ra, bị Diệp Thần một phen nắm ở trong tay. Sau đó, hắn cắt qua lòng bàn tay, máu tươi theo đó chảy ra, theo chuôi kiếm, chảy đầy thân kiếm, đây là lấy huyết tế kiếm, chính là bước cuối cùng luyện chế binh khí, rất nhanh, máu tươi của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thấm vào trong xích sắc kiếm. Chanh. Lập tức, xích sắc kiếm khẽ run, còn có tiếng vang vang lên, có ánh sáng xích sắc nở rộ, rất có đàn hồi, dưới ánh trăng tinh huy, lóe ra kiếm quang, dường như có gì không không tổ sắc bén, tay cầm trường kiếm, diệp thần một kiếm bổ ra. Phanh. Cách đó không xa, một tảng đá khổng lồ giống như bị cắt đậu hũ bị chém ra, xích sắc kiếm thật sự vô cùng sắc bén. Từ nay về sau, người tên là xích tiêu diệp thần nhẹ nhàng vuốt ve xích sắc kiếm yêu không buông tay đây là tâm huyết mấy ngày qua của hắn càng là thành phẩm luyện khí lần đầu tiên của hắn tuyệt đối có ý nghĩa kỷ niệm ôm thiên khuyết cùng xích tiêu kiếm diệp thần thích ý nằm ở trên tảng đá ngày mai tiếp tục gõ buồn côn khóe miệng thấm đậm ý cười diệp thần còn không quên ngước nhìn lên tòa dương phong nguy nga cao lớn trên hàng nhạc linh sơn tính kế ta là phải trả giá đắt Diệp thần cười lạnh một tiếng. Từ sau khi ở sau hàng nhạc hậu sơn gõ buồn côn, trước sau này đã qua gần 5 ngày, Diệp thần chắc chắn cắt hồng đã buông lòng cảnh giác. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã đến lúc trở lại. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp thần liền bị thác vào lên hàng nhạc linh sơn. Giống như lần đầu tiên, hắn trực tiếp đi tới hậu sơn, sau đó thay quần áo rách nát, làm rối tung tóc, bôi bùn bừa bãi trên mặt, cuối cùng trốn vào bụi cỏ dại tươi tốt làm xong một phiếu này liền thu tay lại, một bên nhìn chăm chú vào đệ tử hàng nhạc đi qua, diệt thần trong lòng hạ quyết định như vậy. Hắn tự nhận mình tâm tư kín đáo, càng là kế hoạch chu toàn, nhưng, vạn sự không có tường không thông gió, muốn thấy tốt liền thu, trời mới biết nơi nào xuất hiện sơ hở hắn chưa từng nghĩ tới, như vậy sẽ vì mình rước lấy họa sát thần. Theo sắc trời hoàn toàn sáng lên, bóng người phía sau núi hàng nhạc tông dần dần nhiều lên, chỉ là, diệt thần phát hiện một hiện tượng quái dị, đó chính là hôm nay đến hái linh thảo Điện Dương Phong đệ tử, không có một người là đơn độc hình dung, hoặc là ba người một tổ hoặc là năm người một nhóm, đều là tổ đội tới. Hái linh thảo còn tổ đội, trong bụi cỏ dại, khóe miệng Diệp Thần nổi lên cười lạnh, xem ra đệ tử Điện Dương Phong đều học thông minh, sợ có người ở phía sau gõ phiền côn của bọn họ, lúc này mới tổ đội đến hái linh thảo, nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần có chút rối rắm. Tuy rằng hắn tự nhận hiện tại tu vi cảnh giới cùng thực lực không sợ bất luận cái gì một cái địa dương phong đệ tử cho dù bọn họ là tục năm thành đàn diệp thần cũng có cái kia tự tin đem bọn họ toàn bộ quật ngã nhưng nơi này không phải sơn cốc một khi không thể trước tiên toàn bộ đem bọn họ đánh lừa nhất định sẽ có phiền toái càng có khả năng chọc tới càng nhiều người đó mới là chuyện nhảm nhí nhất hả đốc rối rắm diệp thần xa xa liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc gã kia hai mắt đỏ lên sắc mặt âm trầm dọa người tựa như mỗi người đều nợ hắn bách linh thạch, nhìn kỹ, không phải chính là triệu long sao. Còn dám một mình đi ra, lá gan không nhỏ nha, trong bụi cỏ dại, diệp thần cười lạnh một tiếng, đã từ trong túi đựng đồ lấy ra thanh sắt màu đen. Chỉ là, diệp thần vừa muốn khởi hành, cũng là phát hiện triệu long cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây thiết côn màu đen, nhìn diệp thần tại chỗ sửng sốt, diệp thần không nhúc nhích, lại rực trở về. Ánh mắt theo thân ảnh triệu long mà di động, hắn nhìn thấy triệu long cầm thiết côn màu đen trực tiếp đi tới phía sau một đệ tử thiên dương phong sau đó dứt khoát lưu loát đánh xuống đệ tử thiên dương phong kia liền nằm sấp tại chỗ điều này chuyện gì đang xảy ra vậy cho dù là diệp thần giờ phút này cũng ngây ngần cả người ngay tại chỗ để cho thiên dương phong các người tính kế địa dương phong của ta để thiên dương phong các người tính kế địa dương phong của ta diệp thần sững sờ triệu long lần thứ hai lay động thiết côn hung hăng nện lên người đệ tử thiên dương phong đã ngất xỉu kia Lời này vừa nói ra, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một chút, được rồi, thế gian trước sau hai lần gõ buồn côn, Địa Dương Phong cát hồng, đây là tính ở trên đầu Thiên Dương Phong, nhìn thấy một màn này, Diệp Thần trong bụi cỏ dại, không khỏi xoa xoa mi tâm. Đây là điều hắn chưa từng đoán trước được, mục tiêu của hắn là Địa Dương Phong, nhưng không nghĩ tới Địa Dương Phong nhận định Thiên Dương Phong chính là hung thủ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Diệp Thần trở nên có chút đặc sắc. Xem như hiểu rõ vì sao hôm nay địa dương phong đệ tử vì sao tổ đội đến hậu sơn, bọn họ đâu phải tới hái linh thảo, rõ ràng chính là tổ đoàn gõ buồn côn tới. Quả nhiên, hướng đông bắc rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Á! À, lại là một tiếng kêu thảm thiết, là từ phương hướng tây bắc truyền đến, tiếng kêu thảm thiết ở hướng đông nam cũng theo đó truyền đến, sau đó là hướng tây nam, tiếng kêu thảm thiết kia gọi là một thấm người. Rất nhanh, tiếng ồn ào vang lên các phương hướng đều có người hướng bên này tụ tập mà đến đệ tử địa dương phong một màu hơn nữa trong tay mỗi người đều là hán mẹ mang theo một thanh sắt đen ta gõ thiên dương phong hai người ta gõ ba người dương phong ta gõ thiên dương phong một cái nhân dương phong hai người đệ tử địa dương phong mỗi người báo chứng quả của mình thần sắc hoặc là phẫn hận hoặc là sảng khoái hoặc là hưng phấn rút đi theo triệu long khoát tay đệ tử địa dương phong nhao nhao rút lui khỏi hậu sơn của hàng nhạc tông mọi người đi sau đó diệp thần nhảy ra bụi cỏ dại lần này náo loạn rồi diệp thần xoa xoa mi tâm nói xong diệp thần cũng bịt hắc bào nhanh nhẹn rút lui khỏi hậu sơn của hàng nhạc tông nơi này đã thị phi không thể ở lại nữa hắn biết sau này rất nhiều ngày hậu sơn hàng nhạc tông này cũng sẽ không bình tĩnh nữa người của điện dương phong sẽ cho rằng tính kế bọn họ là người của nhân dương phong và thiên dương phong hội nghị thượng đỉnh nhân dương nghĩ rằng thiên dương phong làm cho ma hội nghị thượng đỉnh thiên dương nghĩ rằng đó là một con ma của đỉnh nhân dương ngoại môn tam đại chủ phong kiềm chế lẫn nhau xưa nay tranh đấu gay gắt tự nhiên cũng không thể thiếu nghi kỵ lẫn nhau giờ phút này bất luận người đầu tiên gõ buồn côn là ai đều đã định trước lúc này rất khó nói rõ ràng diệp thần xoa so xoa so huyệt thái dương tạo nhiệt hắn đã có thể tưởng tượng ra mấy ngày kế tiếp hình ảnh đệ tử tam đại chủ phong đi hậu sơn hái linh dược khẳng định đều sẽ lấy một cây hắc thiết côn. Ra khỏi hậu sơn hàng nhạc tông, diệp thần đi vạn bảo các, vừa mới đi vào, biển khổng lồ đang nghiên cứu sách cổ ở phía sau quầy ngẩng đầu liếc mắt nhìn diệp thần một cái, tức giận nói một tiếng. Tiểu tử, ban ngày ban ngày này, ngươi che một cái hắc bào là ý tứ gì? Diệp thần cười ha hả hắn là không muốn sớm cho người biết hắn đã khôi phục như cũ, lúc này mới bị hắc bào, chưa từng nghĩ vẫn là không thể tránh thoát khỏi khổng lồ hài hài pháp nhãn. Bị hơn 100 vai lửa, nhanh như vậy có thể xuống giường đi bộ, tiểu tử, người xương cốt đủ cứng. Chu Phát Phúc buông sách cổ xuống, lấp lánh mắt to đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, dường như là muốn phá vỡ một phần manh mối. "Trưởng lão, chuyện ta bị roi lửa, người cũng biết." Nói nhảm, toàn bộ cửa ngoài ai không biết, nghe vậy, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, sau đó đưa lên một cái túi đựng đồ. "Trưởng lão, tuyết ngọc lan hoa tiếp nhận túi đựng đồ biển khổng lồ lướt vào bên trong một cái phát hiện linh thạch chừng sáu ngàn cho dù là hắn cũng không khỏi kinh hãi một chút một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh dĩ nhiên có nhiều linh thạch như vậy không thành vấn đề mới là lạ, lạ người lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy tuy rằng biển khổng lồ không có thói quen hỏi tận gốc nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu nhặt được nhặt được người nhặt cũng nhiều hơn một chút vận khí tốt, vận khí tốt, Diệp thần sờ sờ chóc mũi. Hôm nào đó nói cho ta biết, ta cũng đi nhặt một chút. Khổng lồ hải liếc mắt nhìn Diệp thần một cái, trung quy không có hỏi tiếp, mà là từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp thần. Tiếp nhận túi đựng đồ, Diệp thần nhanh nhẹn nhét vào trong ngực mình, cũng là không có lập tức rời đi, mà là nhìn biển khổng lồ, hỏi. Trưởng lão, tàng thư các của hàng nhà tông chúng ta, đối với thực tập đệ tử mở ra sao? Ngày cuối cùng của mỗi tháng, chỉ có ngày đó mới có thể mở cửa cho đệ tử thực tập. Nói như vậy chính là ba ngày sau, Diệp thần nhào giọng nói thầm một tiếng, xoay người đi ra khỏi tàng thư các. Diệp thần sau khi đi, khổng lồ hải kích vuốt sâu, trong mắt già tràn đầy thâm ý. Tiểu tử này, thật sự là một quái thai.